Nikon Oxy test flycam SG108 Pro anh Tâm. Máy của anh thì em tiếp nhận thì gimbal bị kẹt. Đây và em có fix phần gimbal rồi. Bây giờ em test máy mình luôn anh nhé. Em sẽ cali máy nhé. Đây hình ảnh truyền về đấy. Mình đợi em nút gimbal lên em sẽ bay test máy nhé. Đây, gimbal lên rồi. Bay cân máy luôn. Đó, máy bay lên bình thường nhé. Hiện tại máy đang hết pin nên là nó không bay rồi được. Đây, pin thì đang hết, em chưa sạc lại. Khi máy bay lên bình thường nhé.